Xin chào tất cả mọi người nha. Alo ạ. Đăng like nhá. Ok ok. Chào đổi thay nha. Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay cửa hàng xe máy Đức Kiên lại livestream báo giá cho mọi người đây. Chào Phương Phê. Rất nhiều các dòng xe để cho mọi người tham khảo nha. SH giá chỉ từ 50.900.000 là có SH cho mọi người nhé. Đổi thay ơi, anh ơi, cửa hàng em xe X2010 thì hiện tại không có con nào anh nhé. Chào quá khứ ạ. Chào Thao Remix nha. SH đen nhám giá trị từ 82.900.000. Cửa hàng đang có một con SH đen nhám đời 2019 125 ấy. Giá là 82.900.000, đẹp lắm mọi người ơi. Chào Nguyễn Duy Ức nha. Quá khứ ơi, cửa hàng đang có con xe đời thấp ấy thì giá của nó là 50.000.000, hơn 50.000.000 để có xe người quá khứ nhá. Ok anh đổi thay nhá, khi nào có thì em sẽ alo cho anh. Anh để lại số điện thoại giúp em nha. Chào Bella Nguyễn nha. X-Side 2017 cửa hàng có xe nhá. Giá tầm 27 đến 20, hơn 29.000.000 là có xe nhá. Chúng tôi SH125 CBS cửa hàng ở đời mới, cửa hàng có xe nhé, giá chỉ từ 81.000.000 là có xe rồi nhé. Bạn đến cửa hàng tham khảo giúp mình nha. Quá khứ ơi, con SH50.000.000, đây cửa hàng đang có con xe này nhé. Đây cửa hàng đang có con xe, những con xe này giá từ hơn 50.000.000 là có xe mọi người nhé. Những con xe này bản đời thấp thì giá nó sẽ thấp hơn so với các con đời cao nha. Chào Phúc Nguyễn. Ok anh đổi thay nhé, khi nào có xe em sẽ alo cho anh ạ. Bella Nguyễn ơi, bạn muốn trả góp, bạn vui lòng để lại số điện thoại nha, thì nó cửa hàng sẽ tư vấn trực tiếp cho mình nhé. Trần Việt anh ơi, cửa hàng hiện tại không có con X, không có con X2010 nào nhé. Tiến Nguyễn ơi, bạn đang hỏi xe gì đời 2016 vậy? AB Vespa cửa hàng có rất nhiều cho mọi người tham khảo luôn. Chào Nam Hoài nha. Cửa hàng đang có một con siêu phẩm SH nhập đời 2012 chủ thành phố nhé. Tiến Nguyễn ơi, SH125 đời 2016 giá hơn 60.000.000 là có xe bạn nhé. Chào Bùi Toàn nha. Cửa hàng đang có con xe AB đời 2021
giá là 37.900.000, xe còn rất mới luôn, màu xám. Xe biển luôn, mọi người có thể lấy về đi luôn nhé. Nguyễn Văn Ninh ơi, bạn đang muốn hỏi xe nào vậy? Xe SH hay là xe AB vậy? Chào Nguyễn Văn Cảnh nha. AB các dòng 150 ABS cửa hàng có rất nhiều, bạn cho mình tham khảo nha. Cửa hàng đang có một con NVX đời 2019, giá 30.900.000. Nguyễn Văn Ninh ơi, bạn check ebook của cửa hàng nhé. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo xe SH về 2018 luôn nhé. Chào Dương, ok, chào Phạm Mạnh Cường nha. Chào Bảo Lộc. SH một cửa hàng có rất nhiều, giá trị từ 40.800.000 mọi người ơi. Chào Bùi Toàn nha. SH Mo xám bạc có rất nhiều cho mỗi cho mọi người tham khảo nhé. Còn mọi người ơi, cửa hàng còn có bán cả xe mới, tất cả xe mới của hãng Honda cũng như là Xside của Yamaha nhé. Đổi thay ơi, nhà em có Ram Việt ạ. Ram Việt nhà em để bên cửa hàng xe số tại 289 Ngô Quyền đấy ạ. Giá là từ 36.800.000 mà có xe anh nhé. Còn hôm nay nhà em quay bên xe ga thì không lai được, không quay được xe Ram cho anh rồi. Vâng ạ, anh check ebook của cửa hàng nha. AB cũng có rất nhiều mẫu cho mọi người tham khảo nhé. Ok anh nhé, mai cửa hàng em sẽ live bên xe số, mai anh vào xem giúp em nha. Chào Trung Thiết nha. Rất nhiều dòng xe đẹp cho mọi người tham khảo ạ. Mọi người ơi, mọi người muốn tham khảo dòng xe nào hoặc là cần tư vấn bất kỳ vấn đề gì đấy, mọi người có thể để lại bình luận hoặc để lại số điện thoại nha. Cửa hàng sẽ alo trực tiếp cho mình và tư vấn cụ thể cho mình luôn. Tất cả các con xe cửa hàng đều có hỗ trợ trả góp cho mọi người nha. Xuân Phạm ơi, SH125 đời 2019. Anh ơi, trên 80.000.000 là cửa hàng em có xe rồi nhé. Anh check ebook của cửa hàng giúp em nha. Cửa hàng đang có một con xe NVX đây. Rất đẹp luôn. Mọi người ơi, mọi người nếu mà muốn trực tiếp xem xe và cảm nhận chiếc xe ấy thì mọi người đến cửa hàng em, địa chỉ tại 237 và 238 289 Ngô Quyền giúp em nhé. Nguyễn Tiến Lực ơi, quay 110 mới. Anh ơi, quay 110 mới, cửa hàng em đang có xe giá trị từ 18.300.000 anh nhé. Uh,
xem mới cửa hàng đảm bảo về chất lượng cho mọi người và xem chất lượng và giá nhé. Xe cũ cũng vậy. Mọi người mua xe cần tâm chỉ vấn đề gì ấy, thì cứ mang trực tiếp về cửa hàng nha. Thuận Trấn ơi, Ablet đời 2021 150 xanh ABS bản đặc biệt. Anh ơi, anh đến cửa hàng làm việc trực tiếp giúp em nhé. Mình đang muốn mua xe mới hay xe cũ ạ? Thuận Trấn ơi, xe mới thì hiện anh đến cửa hàng làm việc giúp em nha. Bởi vì xe mới bọn em sẽ báo giá theo từng ngày đấy. Anh đến cửa hàng xe mới tại 238 Ngô Quyền và xem xe giúp em nhé. Ôi, chào Phạm Đình Nhất nha. Phạm Đình Nhất ơi, mình muốn xem xe gì bạn 125 sẽ đa sần vậy? Chào Văn Đạt nhé. Phạm Đình Nhất ơi, hiện tại cửa hàng lại không để con xe ở đây cơ. Thì bạn cứ check ebook của cửa hàng nha. Hoặc là mình có thể đến trực tiếp cửa hàng xem xe giúp mình nhé. Nguyễn Biền ơi, SH125 màu xi măng. Cửa hàng em hiện tại là không có để ở đây. Không có con nào anh nhé. Xe cũ thì không có con nào anh ơi. Ok Phạm Đình Nhất nhá. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nha. Có vấn đề gì cần thắc mắc hay là cần tư vấn ấy, thì mọi người cứ để lại số điện thoại hoặc là check inbox hoặc nhắn tin trực tiếp của cửa hàng giúp em nhé. Thì cửa hàng sẽ giải đáp thắc mắc cho mình một cách nhanh nhất. Tất cả các xe cửa hàng đều có sang tên chính chủ nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của cửa hàng nhé. Tạm biệt mọi người nha. Và rất mong được sự ủng hộ của mọi người đối với cửa hàng ạ.